Kitô hữu lũ lượt trở về vùng bình nguyên Ninive. Khoảng 15.000 người Kitô hữu Iraq tị nạn dự kiến sẽ trở về nhà trong khoảng thời gian một tháng. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, có khoảng 3.000 gia đình sẽ hồi hương vào tháng 8 này tại Wadawash trong vùng đồng bằng Ninive, nơi đã bị bọn khủng bố Hồi giáo IS phá tan nặng nề nhất. Các Kitô hữu đang trở lại với tỷ lệ nhanh như vậy vì các bậc cha mẹ lo lắng muốn có một chỗ học cho con cái của họ tại các trường học địa phương. Điều phối viên dự án Trung Đông của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ là cha Andre Halemba nói rằng đã có khoảng 10.000 chỗ học và các tòa nhà đang được tu sửa khẩn cấp cho đầu năm học mới này. Khoảng 5.000 Kitô hữu đã quay trở lại Wadawash, tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong số 50.000 người đã từng sống ở đó cho đến khi họ bị buộc phải di tản vào tháng 8 năm 2014. Cha Halemba nói rằng, chính phủ ở Baghdad đã khuyến khích các Kitô hữu trở lại Wadawash và các thị trấn khác ở Ninive. Cha Halemba, Chủ tịch Ủy ban Tái thiết Ninive cho biết, các tổ chức bác ái công giáo đã phải vật lộn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng như điện và nước. Tất cả đã bị khủng bố Hồi giáo phá tan.